Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chấn động gián điệp Việt Nam vừa bị bắt giữ tại Séc và dẫn độ sang Đức để xét xử. Và phía sau lưng tôi đây chính là tòa đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, nơi đã diễn ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Và sau khi bắt cóc ông Thanh vào tháng 7 năm 2017 thì ông ta đã bị đưa vào tòa đại sứ quán này để giam giữ 2 ngày. Sau đó nhân viên đại sứ quán đã dùng xe biển ngoại giao để đưa ông ta sang Séc và tiếp tục sang Slovakia để về Việt Nam qua ngã Moscow. Và sự việc chưa dừng lại ở đây khi mà bất ngờ vào hôm nay mùng 2 tháng 6 năm 2022, truyền thông Đức và quốc tế đồng loạt đưa tin vì vụ bắt giữ một người được cho là gián điệp của Việt Nam. Sự việc vừa mới diễn ra tại Cộng hòa Séc vì ông ta có liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin vào năm 2017. Và người bị cảnh sát Séc bắt giữ đó là ông Lê Anh Tú, vì trước đó tòa án thượng thẩm tại Berlin đã cho rằng ông ta tham gia vào hoạt động gián điệp tại Đức vì đã lái xe cũng như điều tra chỗ ở của ông Trịnh Xuân Thanh khi ông này đang xin tị nạn tại Đức. Vụ bắt giữ cũng diễn ra hết sức bất ngờ khi ông Lê Anh Tú nhập cảnh vào sân bay của Séc và lập tức bị bắt giữ, vì trước đó vào năm 2019, Liên minh châu Âu đã ra lệnh truy nã ông Lê Anh Tú và một số sĩ quan công an Việt Nam khác sau vụ bắt cóc xảy ra ở Berlin. Và sau 5 năm tưởng như đã an toàn nên ông Lê Anh Tú lại quay trở lại châu Âu và lập tức đã bị cảnh sát Séc nhận diện. Và sau khi xác minh đúng người thì với lệnh bắt giữ của Liên minh châu Âu, ông Lê Anh Tú đã phải bắt tạm giam để điều tra. Như vậy rõ ràng những sự việc xảy ra tại Đức nói riêng và tại châu Âu nói chung, khi cơ quan an ninh đã điều tra và tòa án đã ra phán quyết thì họ sẽ làm đến cùng. Cũng có một số ý kiến cho rằng cơ quan an ninh cảnh sát điều tra của Đức, họ sẽ làm từ từ, bắt từ những kẻ tham gia ở những nhiệm vụ ít quan trọng nhất như lái xe, thuê xe, điều tra chỗ ở của nạn nhân, và dần dần họ sẽ lần ra cả một đường dây bắt cóc của Bộ Công an Việt Nam cũng như mạng lưới gián điệp của Việt Nam đang cài cắm tại Đức và châu Âu. Hôm 1 tháng 6 năm 2022, ông Lê Anh Tú đã bị dẫn độ sang Đức để tạm giam và lấy lời khai, chuẩn bị đưa ra xét xử. Và dự kiến vào mùa thu này thì tòa thượng thẩm Berlin sẽ mở các phiên tòa để xử vụ án này. Nó sẽ là một vết nhơ tiếp tục ngày một lớn hơn của Bộ Công an Việt Nam nói riêng và của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, khi họ đã bất chấp luật pháp của nước sở tại, lợi dụng lòng tin của nước của Slovakia để đột nhập vào lãnh thổ những nước này bắt cóc công dân của mình. Và sau đây mời các bạn xem phóng sự của tờ Thời báo.de gửi tới các bạn về thông tin rất mới này. Vụ bắt cóc ở Berlin, thêm một người Việt Nam vừa bị Séc bắt giữ và dẫn độ sang Đức. Sau vụ việc, ông Nguyễn Hải Long, một công dân của Việt Nam đã bị kết án ở Berlin vì tội tham gia bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Hiện nay, nhà chức trách Cộng hòa Séc vừa bắt giữ thêm và cho dẫn độ tiếp một người nữa vào hôm 1 tháng 6 năm 2022. Đó là một người Việt Nam để đưa sang Đức điều tra và xét xử. Ông ta cũng bị cáo buộc tham gia vào vụ bắt cóc này. Đó là một hành động đã được lên kế hoạch từ lâu. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2017, nhóm biệt kích thuộc cơ quan mật vụ của Việt Nam và các nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đã bắt cóc một cặp tình nhân trên đường phố ở Berlin. Nạn nhân là ông Trịnh Xuân Thanh và người tình của ông ta, cô Đỗ Thị Minh Phương, mang quốc tịch Việt Nam. Hiện việc xử lý pháp lý vụ bắt cóc đã tiến thêm một bước. Cộng hòa Séc đã dẫn độ một trong những thủ phạm sang Đức, như thông báo của công tố viên liên bang. Có nhiều nghi vấn cho rằng Lê Anh Tú là một nhân viên mật vụ Việt Nam đã tham dự vụ bắt cóc, tước đoạt quyền tự do của người khác. Cụ thể, Lê Anh Tú được cho rằng đã trinh sát các nạn nhân và lái xe trong vụ bắt cóc này. Theo văn phòng công tố liên bang, người đàn ông này đã bị đưa ra trước thẩm phán điều tra của Tòa án Tư pháp liên bang vào hôm thứ Tư, mùng 1 tháng 6 năm 2022. Ông ta bị tạm giam trước khi xét xử. Được biết, khi vừa nhập cảnh vào Séc, ông Lê Anh Tú đã bị bắt giữ ngay tại cửa khẩu theo lệnh truy nã của châu Âu, được đưa ra vào từ hồi năm 2019. Trước đó, vào đầu năm 2018,
một người Việt Nam khác tên là Nguyễn Hải Long đã bị tòa phúc thẩm Berlin kết án nhiều năm tù vì tham gia vụ bắt cóc. Chính phủ Liên bang Đức đã lên án mạnh mẽ hành động này vào thời điểm đó. Bộ Ngoại giao Đức cũng lên tiếng về một hành vi vi phạm trắng trợn và chưa từng có đối với luật pháp Đức và luật pháp quốc tế. Nạn nhân của vụ bắt cóc là ông Trịnh Xuân Thanh đã bị đưa về Việt Nam và đưa ra xét xử tại Hà Nội, bị kết án tù chung thân 2 lần. Được biết, vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh do Bộ Công an tổ chức mà người đứng đầu chính là ông Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam hiện nay, cùng 11 sĩ quan công an khác. Những bức ảnh và thông tin của các sĩ quan này đã được truyền thông quốc tế và Đức đăng tải rộng rãi. Và chắc chắn thời gian tới, với kết quả điều tra tiếp tục của cơ quan an ninh Đức cũng như tòa án Đức xét xử nhân vật thứ hai trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, thì sẽ có rất nhiều người phải đứng ra chịu trách nhiệm. Đó là những sĩ quan công an của Bộ Công an Việt Nam, là những người đã giúp đỡ công an Việt Nam thăm dò, hỗ trợ cho vụ bắt cóc này. Và bản thân tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin đây cũng có hai cán bộ bị trục xuất, mà trong đó có một người, đó là Đại tá Nguyễn Đức Thoa, đại diện Tổng cục Tình báo của Bộ Công an Việt Nam tại Đức, người mà tòa án Đức cho rằng ông ta đã tổ chức toàn bộ vụ bắt cóc này ở Berlin. Mà mặc dù trước đó chính Đại tá Nguyễn Đức Thoa cũng là người được nước Đức đào tạo về ngành hình sự từ thời Cộng hòa Dân chủ Đức, và sau này khi thống nhất đất nước, ông ta quay lại làm việc tại sứ quán Việt Nam và đã tổ chức gây án ngay tại đất nước mà ông ta đã được đào tạo và giảng dạy. Điều này nó nói lên một sự cháo trở của các cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, và họ sẵn sàng trà đạp lên mọi thứ, vứt bỏ lòng tin đối với nước Đức để gây án và phục vụ Đảng Cộng sản Việt Nam, duy trì được thể chế độc tài trong nước. Người thứ hai là Đại tá Lê Thanh Hải, là đại diện Interpol của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Ông Hải cũng bị cáo buộc vì đã dùng xe của Đại sứ quán dẫn đường đưa xe chở Trịnh Xuân Thanh từ Đại sứ quán Berlin này tới Séc. Và vì họ đã dùng biển số ngoại giao là biển số 147 của Đại sứ quán Việt Nam ở Đức, cho nên hành trình của họ thuận lợi vì sẽ không bị kiểm tra. Trong khi đó, cơ quan cảnh sát Đức không biết rằng trong thùng xe chính là ông Trịnh Xuân Thanh đang bị trói chặt. Liên quan đến vụ này, còn có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia, ông Kalinak, cũng vừa bị bắt giữ vào tháng trước vì liên quan đến nhiều vụ án hối lộ, tham nhũng khác nhau, mà trong đó có nghi án đã nhận hối lộ hàng triệu đô la của Bộ Công an Việt Nam để cho ông Tô Lâm mượn máy bay của chính phủ Slovakia chở ông Trịnh Xuân Thanh từ Bratislava sang Moscow. Và điều này đã giúp cho việc chuyên chở ông Trịnh Xuân Thanh trở nên khả thi và thoát được sự điều tra khi đó của cảnh sát Đức. Vụ bắt cóc đã xảy ra vào tháng 7 năm 2017, cũng để lại hậu quả rất lớn cho quan hệ giữa Đức và Việt Nam mà cho đến nay vẫn chưa thể khôi phục. Kể từ đó đến nay, các quan chức cấp cao của Cộng sản Việt Nam cũng như của chính phủ Việt Nam không hề có chuyến thăm chính thức nào được phía Đức mời sang đây. Với vụ bắt giữ và dẫn độ lần này, thêm một nhân vật thứ hai nữa được cho rằng là mật vụ của Việt Nam để đưa sang Đức xét xử, thì quan hệ giữa Việt Nam và Đức sẽ ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D với bản tin chấn động gián điệp Việt Nam vừa bị bắt giữ tại Séc và dẫn độ sang Đức để xét xử. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.